nó hết rồi. Bữa bác Năm định chặt bỏ mà mẹ kêu để đi đặng có lá mà mẹ làm bánh. Chặt bỏ mấy lần nó lên lại. Bác Năm nói để sợ án qua bên đây mà nó không sao, để xài chung. Để thì có hai lá. Nãy giờ anh Niên phụ mẹ chặt mấy cái lá chuối để chuẩn bị gói bánh ít ha. Mình đi đám giỗ ở Sài Gòn. Lá đẹp quá mẹ. Trước nhà mình trồng nó bị te hết rồi. Ai ở cửa sổ đây? Sơn Hà hả? Ơi Sơn Hà, có bà nội hai lá chuối hả? Trời ơi, một bình sữa với một ly nước mía. Uống miếng sữa, uống ly nước mía vậy đó hả? Ở đâu mà mẹ xiến có vậy? Nước canh 2 giờ hả? Trời, uống nước mía nhiều hơn uống sữa rồi. Đâu có được, uống sữa chứ đâu uống nước mía được. Lạnh hả? No, uống sữa nè. Ít thôi, uống sữa nhiều vô nè. Rồi mẹ cho uống sữa nè. Rồi, hả miệng ra. Không chuẩn sữa. Sao nãy mẹ không qua nhà bác Năm luôn? Ở đây hái dễ. Cao dễ hái hả? Đúng rồi, bên bác Năm thấp lắm anh. Dạ. Cây chuối này nó cao quá ha. Nó sung nó cao quá trời. Cẩn thận dây điện anh Yên ơi. Dây điện gì đâu mà nó... có đồ đủ nữa hả? Có đồ đủ chính đó hả? Ôi nhiều quá, lát nữa sao mình hái cho nó không khéo đi. Chụp phải rớt vẻ. Chụp rớt xuống à. Chắc phải lấy cái thang. Trời ơi chín quá trời ha. Để em. Nó chín rồi nè. Cái gì tứ cho nè. Ơi rụng nhiều quá ta. Dạ. Anh Yên học rồi mẹ hứng cao lắm đó, đừng có cười nha, răng mắc tiền lắm, rụng răng. Ở này phải lấy cái thang mới được. Mình đi lấy cái cây chọn. Có cây sắt kìa, lấy không? Đừng có nói chuyện, tập trung. Lấy cây sắt không? Chạy đó không có lấy cây sắt kia kìa. Leo lên hàng rào. Mà mới dở đài quá. Đâu đây nè, đó. Nghe à? Ừ. Nói tiếng nào trước. Sao? Trúng cái gì? Khoan. Trúng vũ thao rớt xuống thành ra cũng được. Được. Không có nổi hả? Cái con lợn cái trái này nó... Bỏ đây ra đi. Rồi, đây nè, đây nè. Cái chín đi. Cái chín nè. Nhưng nên học. Chưa nè. Ôi, hay quá. Hứng được. Hứng được. Không nổi. Thì nó nặng phải đỡ nó xuống một cái vậy. Nó đỡ được mà đến buồn à. Từ từ nghe anh Yên. Chưa sẵn sàng. Mẹ trúng rồi mà buông luôn rồi đó. Trúng nó một cái rồi buông luôn. Mà nó nặng á. Quá bự. Wow. À, trái. Dạ. Quá trời bự luôn. Ăn biết nhiều trái nè. Ừ, cây này nó to quá trời. Rồi cây sơn cây bản cà, cao quá thì cao luôn. Mệt rồi đó. Thế là sao hứng mà đụng cái rết. Ủa mấy cái này dày cơm lắm à. Đây một trái. Đây. Rồi. Đấy. Chèn vô. Để lấy cái vỏ sắt cái qua. Này để đây đi. Một cây này nữa nè. Mấy trái nhỏ nhỏ hả? Đâu sơn hứng cây được không? Anh Niên hỏi đây không đi ăn mà. Ủa sao trái rớt rớt vậy? Mấy trái trên nó bị hư. Nó nhỏ ha. Quá chừng trái luôn. Trái dưới đất ăn được không? Được. Vậy hả? Trời ngon quá hả? Ừ, thấy trái nhỏ xíu ở xa nó nhỏ. Bây giờ cũng bự quá nè. Thôi nhiều quá. Cái này nó cũng ngọt. Quá chừng luôn. Cây nhà lá vườn hả? Ừ, còn trên cao nhiều lắm em mà hái không hết nè. Hái từ từ. Ơi. Nhị Sơn Hà. Con uống sữa xong chưa? Còn miếng nữa nè ba.
còn miếng hả? Con uống đi. Ba ăn đi. Ba ăn đi hả? Ba. Con uống đi. Cắt mía hả? Nó sẽ thay thế được cây vú sữa cũ của mình nè, mốt có trái qua đây hái. Không sao, nhưng mà bên đây sân nó rộng. Nhi chứ nha. Cây vú sữa này sung quá mẹ ơi. Hy vọng là mốt Tết mình. Bây giờ mình tỉa ra nên cho nó lớn cái thân lên. Tại vì hiện giờ mình không có lấy trái liền được đâu, một cây năm nữa. Bên Bắc Năm thì được vườn chuối. À này chuối hột hay sao mẹ, nó bự mẹ. Chuối sứ hả, sao bự dữ vậy? Còn bên mình thì lá mơ. Bắc Năm mỗi lần mà ăn lá mơ thì qua đây xin. Mình ăn lá chuối thì mình qua đó xin. Trao đổi. Giờ mẹ làm cái dây thì dây cột lại đi cho cái dao nó dài ra. Đó, mình thọc từ xa. Mình cắt nó ở hướng là bên mình á, cái nó tự động nó ngã về mình nè. Ai bỏ? Em bỏ rồi. Anh bỏ ai? Anh bỏ con hả? Em bỏ con hả? Nội đang hái lá chuối nè. Hay quá ta. À, có cái dao cao rồi đó. Cắt dễ dàng hơn ha. Con sữa đi Sơn hả? À, cắt cũng được nhiều lá quá nè. Có lý ha. Cái gì? Rồi, rớt mất rồi, chắc không được. Rồi dừng cưới công dây điện đi. Công dây điện ơi. Công dây điện của nhà ở sau hè nó hơi thấp. Mẹ bỏ đâu, mẹ trơ trơ đó mà. Để thẳng thiết nha mẹ ơi. Được chừng. Mẹ gói nhiều bánh mẹ. Trăm mấy hả? Dạ. 4 kg bột. Nhiều quá. Mấy cái lá chuối bự như vậy nè, mình sẽ xài được nhiều, chứ còn mấy cái chuối nát á, mình phải cắt rồi bỏ. Xào lớn quá chừng luôn ha. Ôi, lăn cái trái đu đủ theo. Rồi vỏ sắp xuống nhiều quá mà. À, đu đủ chín cây luôn nè cô chú. Hôm nay không có qua chỗ anh Yên. Trái chín mà nó rụt luôn trên cây. Mày lấy trái xanh ra trồng gỏi hả mà? Trồng mắm. Dạ. Mắm chua, mắm tôm. Rượu. Chín nè. Này trái xanh. Rồi, vô. Để con sách mà. Mẹ vô ấy đi. Này mẹ trụng hả? Trụng. Bình thường mẹ phơi nắng. Phơi thì cũng được mà phải canh. Có xếp không mẹ? Hay là mai mới làm? Xếp nè, mai tính đi công chuyện. Dạ. Phơi thì phải canh. Vậy là mai dì ba về phụ làm bánh cho mẹ ha? Đây, làm bánh thì cũng không có nhưng mà nhiều quá là không nổi rồi mệt chuối đó. Không có cực nhưng mà sợ có đứa nhỏ nè nó khi nó đeo á thì không có làm được thôi. Rồi phải mình hấp nhiều chỗ nữa. Một lần vậy là hấp được bao nhiêu cái mà? 50 không à? 70. Nghe cần câu nè.
Rồi giờ cả nhà tập trung ra đặng làm lá chuối. À, mai làm bánh ha. Chuẩn bị trước mai đỡ lu bu. Ủa nói Sơn Hùng Sơn Hà lại phụ lau lá chuối mà sao lại câu cá hả? Câu cá hả? Cá nhỏ đi hả? Nói gì? La không à? Không biết nói cái gì. Mẹ Xuyến mới giờ đem đồ về bán á là nó xui rồi đó. Nó lấy cái được. Đó, một bộ đó. Ừ. Lỗ rồi. Xuyến Hà xài trước rồi. Ai cho con vậy Xuyến Hà? Xuyến Hà, ai cho con cái đó đồ chơi vậy? Mẹ con. Ờ giỏi vậy, mẹ con. Trả lời đi. Mẹ có cho không? Ai cho con? Ai cho con? Hả? Thằng ơi, cháu thằng ơi. Thằng ơi chơi thằng Lan ơi. Chơi cái thằng Lan đó. Thằng ơi. Con xé cả gì. Nay bạn có không khí Tết vậy chị? Chưa hả? Thường thì cận gần tháng này là ế nè. Tại người ta dành tiền xài Tết á, gần Tết người ta mới xài nhiều. Tại vì người ta còn chuẩn bị mua đủ thứ đồ á. Ừ. Xin biết chừng nào mới ra không khí Tết không? Tháng này đó. Dạ. Tới Noel á, là tới Tết Tây á, bắt đầu bà con mình mới bắt đầu xài lần lần. Giờ là một miếng lớn, một miếng nhỏ hay sao mà? Giờ lau trước phải không? Lau trước chút mới xếp. Mẹ trụng rồi nó xếp, mẹ trụng dạ. Nó đóng đừng cho nó dịu á. Ừ. Miếng lớn này nè. Dạ. Miếng nhỏ cả xin cho sắp thì. Miếng nhỏ là để lót cái ruột cho nó không bị dính. Rồi cái miếng lớn lại xếp cái ú. Miếng nhỏ để ngang vậy phải không? Bỏ bớt nhỏ chắc. Nữa hay không? Vậy nè. Vậy cái bỏ cái bánh vô rồi nè. Tụm lấy bánh lại, còn kia xếp. Mỗi nơi có một cách gói khác nhau ha. Như ở dưới 19 thì xắn ốc trước. Rồi mới bỏ nó vô. Rồi chỗ mình xếp. Phần củ dễ không mẹ? Dễ hơn mà xếp. Dễ hả mẹ? Phần thử cho mẹ. Có phải có bột mới được. Nè đúng vậy không? Vậy không? Nè, vậy. Xoắn tròn hả? Vậy vậy rồi cái bỏ cái bánh vô đây phải không? Ừ. Cái bẻ cái này vô. Rồi để vô miếng lá bự. Dạ. Để vô miếng lá bự xếp. Trời ơi, trưa đi hái lá chuối, hái đu đủ bên nhà chị quá trời luôn. Chị còn nhiều lắm. Lâu rồi không qua bên hè bên đó. Trái quá trời luôn. Ờ hái một rổ hả? Anh Niên thọc á rồi dưới mẹ lấy đồ mẹ hứng. Để làm sao hứng mà rớt xuống cái kia rớt. Đặng đỡ vậy cho nó không dập. Cái nào nằm gọn thì dưa rớt ngay rồi. Hai cây luôn, trái quá trời. Có cây nhỏ nữa. Hái là biết bao nhiêu trái rồi mẹ. Nhiều dữ lắm. Mẹ nói nhà trồng đủ rồi. Ăn đủ xanh thì chính là mệt. Anh ơi, câu cá đi. Xuân Hà con có hay coi chơi có giúp câu cá không? Nói qua văn tùm lum xem nè. Đó, dính cây câu kia luôn. Nè, đây đây nó bỏ cây này ra rồi. Nè, con câu vậy nè Xuân Hà. Nè, nè con cá nhỏ nè, anh ơi. Câu cho Xuân Hà coi nha. Nè, nè, con ngay cái này nè, để ngay chỗ cái. Nè, dính vô cái con ốc nè. Đó, dính con cua. Dính con cua rồi. Nè, Xuân Hà câu cái này nè. Để cho nó ngay chỗ này nè. Sơn Hùng bữa nay chiếc xe chạy nhẹ rồi phải không Sơn Hùng? Bữa rồi nó cọ vô trong cái dè phải không? Nó nặng. Thế hôm trước á, là tưởng đâu Sơn Hùng chỉ tập chơi chơi rồi mua chiếc xe rẻ tiền. Nó mềm xèo, ốc vít thì nó yếu ớt. Giờ giờ cái lắp sạp à y như cô ốp vậy đó. Tại vì định nghỉ 1-2 năm nó mới đi thì mình mua xe tốt tốt. Giờ giờ sách đi thấy tội nghiệp.
sợ xe nó hư dọc đường. Để hôm nay chạy được hả? Để sáng về xe ra nhỏ dân tầm lưng. Con xe đạp được hả? Cười theo. Cái chiếc xe mà nó bị sên dùng á, bây giờ tăng sên không được. Tại con ốc nó bị mềm, nó tuôn. Đó, bởi vì ham rẻ. Tưởng nó chạy vòng vòng trong nhà nè. Dạ, ngon lắm, cứng cáp lắm. Còn chạy này sợ nó xúc bánh ra dễ chừng. Hồi xưa mắc cười mà. Nhớ nhà mình có chiếc xe mà cả gia đình đi ha. Chiếc xe ba mua cái này á. Dạ, nhiêu tiền mà? 5 phân vàng. Năm phân vàng. Nhiêu tiền mà ba nói là 5 phân vàng bằng tháng lương của ba đó. Dạ. Là lúc đó là mẹ chỉ vàng là một công đất á, 5 phân vàng là nữa công đất. Đó là sân ca học lớp 2 sân ca nhớ không? Mà học trước đó, là bờ ghê đó. Mẹ chở con đi bằng chiếc xe đạp đó đó. Rồi cái mẹ chở không được mà chưa có chở được mà mẹ mới đi tập xe là cái gì mẹ chở mà đổ sân ca xuống. Nó bị té. Nó đi cà xịn nó vô cái chở bộ vàng á, đổ bộ vàng đất cái nữa cái nó đi cà xịn sợ vô nữa cái vàng sao giờ năng nỉ đó. Chị con nhát rồi, giờ nó không dám trèo nữa thì con thanh niên đang trèo đi không thấy không sao đâu, cái nó trèo lên cái chạy nó được. Để chở xin ca, xin ca đi bộ mà là lúc đó mẹ biết chạy chưa? Chưa biết chạy sao bắt nhỏ bỏ lên? Mới tập mà xe mà bỏ lên chở thì lên chở cái tay á. Đi một mình nó thì được mà là nó chưa tập chở mới chạy mới chạy. Cái nội rủ lấy cái túi cát á chở trước đi. Đúng rồi. Cái túi cát tự nhiên mẹ bỏ chị lên cái mẹ chở thử. Mẹ đổ vào ngoại hướng nữa. Ngoại thử là hả? Sáu kêu chở bà ngoại đi ra ngoài ba đi bà ngoại dân theo về. Mẹ nói em chở không có được. Sáu nói mẹ lên đi tôi đẩy mẹ cái gì mà chạy được à? Thì chạy thì được mà xuống không được. Để gần cái ngã hả? Gần lại mà ngoại không chịu thờ chân xuống chịu phụ đi. Đỡ ngoại đất. Cái mẹ nói ai giữ không chịu. Tới nơi rồi không cái chân chống phụ à? Không thờ chân cái chi ngoại ai chở ngoại đeo vậy luôn á. Rồi cái mình yếu mà. Đỡ ngoại xuống luôn. Về nói sáng đổ má xuống với ngã bà. Hỏi có sao không sao. Chị em kêu con là xe. Tham chiếc xe mà ngủ chim bao mà sắp ra chạy được luôn á. Ngủ chim bao thấy chạy á. Qua nóc nhà luôn. Dạ. Sáng ngày sắp ra chạy luôn. Tại vì chạy không được. Anh ơi chơi em đi. Trước thấy ai đẩy thì chạy được, rồi ai không đẩy chạy không được. Sư Hùng đây con không có thai phải không? Ba. Ba rồi. Mẹ chở con là con không có thai. Học thuốc là bài đê đi bộ mất trang á. Dạ, đi bộ mút con bài đê mà đi bộ về á mẹ. Thuốc quá, trời cho học gì mà sao quá, chừng sao hỏi. Anh ơi. Ui. Ở ngoài đó có hai cái trường học nè. Có cái trường chỗ nào con không thấy mà. Ở ngoài thẳng mút bài đê ra ngoài sớm trường chữ khai đó. Có hai cái phòng rồi thôi. Dạ. Tại vì học cái phòng học cái cho ra ngoài đỡ. Dạ. Ra ngoài đỡ. Anh ơi. Anh ơi, chơi với em đi anh ơi. Phút sau học chỗ ngã ba đó. Chỗ ngã ba giờ đó. Chỗ học cũ ngã ba giờ đó. Anh ơi. Chút nữa ông Tư nhé. Cần câu đi sao không? Chỉ em câu sao không? Cái lưỡi câu đâu? Nó xúc mất cái cục 500 nè hả? Gắn vào. Xúc mất cục 500 đâu có câu được. Đó, con cá nè. Hướng dẫn em câu đi. Chiếc xe đạp vậy mà mẹ chở nè, xin ca, của Giang, Sương, một cái vỏ với mẹ nữa, chở về ngoài á. Chở về nhóc luôn. Mà đó đi bờ đê đó chưa có cầu, có cầu rồi mà chưa có lộ. Vậy mà chạy vòng vòng tưng vậy. Chở bốn mẹ con một chiếc xe đạp. Cái sao Sơn Ca mua chiếc xe đạp của Phận, Sơn Ca nhớ không? Chiếc xe đó là con đi lên năm lớp mấy ha? 8, 7, 8 vậy? Là nhà là được 2 chiếc à? Được 2 chiếc, vậy Sơn thì Giang mình đem chiếc xe cũ. Sơn Ca mua chiếc xe đó. Chiếc xe đó con đi lúc con đi học mai á nhỉ? Hồi Sơn Ca còn đi học lớp 1 học trên Mở Tấm Lan ha? Chị đi lâu lắm, đi lâu thì nó mới bỏ chiếc xe đó. Mà hồi đó mua về chiếc xe đó là mừng lắm á. Xe đó là đó mất tiền mà mất tiền lắm.
Ở đó sớm này chỉ có hai chiếc thôi, đây chiếc với đằng mất mới được chiếc thôi. Chứ không có ai có chiếc thứ ba đâu. Xe nó vừa vừa, nó không có cao lắm, dễ chạy. Tập bằng xe có sườn ngang á. Hồi xưa có chiếc xe sườn ngang. Chạy có cười. Mấy đứa nhỏ tập ngồi lòn ẹo quên. Mẹ đi được rồi xuống không được nè. Trời ơi chiếc xe cuộc của cô Bảy. Chạy giáp sớm bán hàng hả? Xí thằng đó giỏi lắm nè. Giao bán trái cây giáp sớm nè. Nhà trồng hả Xí? Nhà trồng đi bán. Nhà trồng đó mấy cái xấu xấu nó mới bỏ vô. Tiền nó ngại không bán. Giao cho Xí đi bán. Tiền mắc cỡ không bán. Xí nó bán nó có mắc cỡ. Xin ca dễ gì nè. Thôi coi đi mắc cỡ. Nhớ hồi Xí về nữa mẹ làm gì mình đi bán mà. Làm bánh thì con đi bán cho anh luôn. Con nói gì Sơn Hà? Nơi anh à. Hả? Trưa nó qua vệnh nó nói mẹ bỏ con rồi. Má ai ơi mẹ bỏ con rồi. Nó qua nó nói vậy cho mình thương đó. Nó biết lắm. Sáng ngày bé nó vô nhà Sơn Hà cái nó nói gì ơi mẹ bỏ con rồi. Dì nó nói gì? Dì ơi, mẹ bỏ con rồi. Sao con nói làm sao con? Dì con nói làm sao? Hả? Nói rồi nó hay nghe cây. Nó xạo lắm. Dì ơi, mẹ bỏ con rồi. Thôi. Dạ, con nói má hai ơi sao? Hả? Mẹ có bỏ không? Má hai ơi, mẹ bỏ con rồi. Anh ơi, chơi. Anh ơi, chơi anh ơi. Sơn Hà ca, má hai nghe ăn bài cây. Sơn Hà. Sơn Hà, ăn ca đi. Dạ, cho má hai nghe. Cắt cầm cơm Sơn Hà. Giờ lao xong rồi mới xé giấy thôi mẹ. Giờ này xé màn xíu cho lao. Dạ. Ui chà, sạch gói lên đây làm cái gì nữa. Rồi nằm ngoài đó đi con. Cái này là đúng rồi. Cái này lát rồi để lại thành một tiếng thôi mẹ. Giờ mấy tấm bự lại đi xích. Sơn Hùng bữa nay là biết lắp ráp Lego rồi đó, giỏi rồi. Hồi năm rồi không biết ráp, ba Sơn ráp thấy mồ luôn. Này biết rồi. Ừ, này biết rồi. Đem cái Lego ra khoe bà nội sao không? Sao không tự ráp chiếc máy bay? Trời ơi, tự nhiên gom vô đây hết vậy chú ba. Nói vậy đó. Đấy, à, thấy chiếc chiếu chạy xuống là gom đồ lại à. Cái nó hốt được chưa? Đó, máy bay đã không? Bà nội. Mà nói cây Sơn Hà không giỏi không à? Vậy đó hả? Hay quá hả? À, tự ráp lại đó. Là ráp được mấy... mấy cái nhỏ nhỏ ráp lại thành vậy đó. Lúc chút ráp lại. À, có nhiều đứa học còn nữa. À, cái đó là của chiếc máy bay riêng. Còn cái chỗ ráp khung hình là cái khác nữa. Cho mẹ cái mâm nó đi. Đây. Sơn Hà dành hả Sơn Hà? Vậy là ngày mai mẹ nói là dì ba phụ mẹ hả? Với mẹ chính hả? Dạ. Ngày mai có ba người à. Mà đã dậy Xuyến còn đi Sài Gòn có việc nữa. Rồi giờ giao Sơn Hà lại quậy nữa. Mai chắc Xuyến nhờ em bé có gì nghề á, ra phụ. Nó mà giữ à, bé mà chịu à. Thì nếu mà như không trông được thì làm bánh phụ mẹ. Chứ nhà không có người mà. Nói không có ai để neo mẹ luôn vậy đó. Không có rời ra. Đừng có gì bé ở đó phụ làm bánh hoặc là gói bánh. Gói bánh thì gói dễ mà mẹ. Ừ, hướng dẫn làm. Có, mẹ dắt Nhân nữa. Nó đeo mà. Dạ. Tại con không có thời gian chứ con thích gói. Nó đeo mẹ. Ai đây? Ai đây? Ai? Ai? Ai đây? Ai? Ai đây? Con. Con là Sơn Hà. Nói đi, con. Của nội, của nội. Làm con, nội. Nội đang làm. Của nội nghe con. Bà nội đang làm nha. Ừ. Của nội nghe con. Trời đất. Nó ghẹo. Sơn Hà phá quá Sơn Hà. Ghẹo quá. Bơi. Ơi.
Mai. Bà cố đâu đây Sơn Hà? Bà cố đâu? Bà cố đâu con? Đâu? Đó đâu? Cố về. Cố về rồi. Bà cố đi về rồi. Ông Chính đưa về. Hay quá. Này á, ông Chính. Chính ông Chính. Trời ơi. Hai 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 ơi. Chỉ mai con màu đỏ thôi Sơn Hà. Ngày mai mình làm bánh buổi sáng hay chiều mẹ? Chưa, mai làm. Chưa hả? Vậy là ngày mai là Hoàng Sơn không có quay phim cho bà con coi được rồi ha. Tại mai mình phải lên Sài Gòn. Rồi hẹn cả nhà mình ở video khác nha. Và đi đám giỗ Sài Gòn ha. Rồi tạm biệt cô chú. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau ha. Ngày hôm nay mình chỉ quay được cái khâu chuẩn bị chứ không quay được khâu làm bánh rồi. Không phải cô chú nè. Anh bay. Con quay lại cô chào cô chú. Kêu anh bay. Anh bay đi. Em chia tay anh. Đúng không? Rồi tạm biệt cô chú nha. Hẹn gặp lại.